Quang Đẩu xin chào các bạn. Chiều hôm nay là có tịch thủ ra ngồi một xíu để đi cho hoạt động tí nha. Thì hôm nay đó đi ngang qua thì các bạn vẫn thấy, mình chỉ thấy thôi chứ còn mình không biết là nói như thế nào. Mà nếu mà các bạn mà có thích ở Phan Thiết thì có thể là về liên hệ với mình, mình sẽ chỉ giúp cho xem thử là có mua cái nhà này được hay không. Tinh thần thì nói chung là không biết là như thế nào mà họ lại bán nhà. Đây là nhà nghỉ Mỹ Diệu đó các bạn, ở trong cái khu vực nhà nghỉ của mình, cái đường lối này là lối vào nhà mình đó. Đây là TC Palace, từ ngày giờ là cũng vẫn không hoạt động. Cái trang nhà nghỉ Mỹ Diệu này cũng dễ thương, nếu bạn nào thích thì có chỉ bạn chỉ hướng dẫn cho. Chiều nay mình từ cái khu vực này mình sẽ đi về cái hướng đường Trần Hưng Đạo, thì mình sẽ thấy đó những cái điều mà mình thấy những cụ già chị chiều phải đi nhận rác về bán qua cho cuộc sống hàng ngày của họ. Trên cục bộ này thì mình sẽ thấy ở cái ngã ba hay là khu vực ngã ba Tam Điên. Chào bà ở đâu mà đi xuống đây? Thăng Long ha. Các bạn ơi, trong cái đoạn ghi âm này, cái đài phát thanh của thành phố Phan Thiết nó lớn quá, ngay chỗ cái loa mà nó ngay chỗ này. Nói chung các bạn thông cảm nha. Rất thông cảm. Xin lâu chưa? Dạ mới đây à. Là đừng có đi nhiều. Nguy hiểm lắm nha. Nhưng mà hồi sáng giờ xin được bao nhiêu rồi? Trời mà mới đi lễ nè. Buổi chiều mới đi 5 giờ 5 rưỡi mới đi. Không có đi nhiều. Rồi người ta dừng xe đây người ta có cho không? Người ta dừng xe đây người ta có cho không? Thôi bây giờ đi xin cố gắng ngồi đồ ăn uống rồi cho đầy đủ rồi nha. Chúng ta sẽ thấy những cái mảnh đời từ từ những cụ già. Nói chung là mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng. Như chị này đi bán sầu riêng. Chỗ này có cái chốt đèn đỏ nữa các bạn. Nói chung là những buổi chiều mình cũng nên ra khỏi nhà một tí siêu để vận động, chứ còn một chỗ thì cũng khó chịu. Bản thân mình thấy như thế. Và mình sẽ đi qua cái khu công viên Võ Văn Kiệt. Khu công viên Võ Văn Kiệt này là khi mình chưa có giãn cách cuộc sống bình thường, khu công viên Võ Văn Kiệt này là rất là riêng nó. Đường xá thì xe cộ chở rất là đông, đi qua lại cái cung đường này là cái đường tỉnh tương đối dài đó các bạn. Thì nó sẽ đi qua cái khu vui chơi công viên của Võ Văn Kiệt của trẻ em. Nói chung bố mẹ là buổi chiều thì hay đưa các con các cháu qua cái khu công viên này, mục đích là để cho các cháu vận động chơi xe, có những chiếc xe mini nhỏ, xe đạp, nói chung là đủ các loại. Các cháu mình ở trường hồi trước ở thành phố Hồ Chí Minh về đây thì mình cũng đưa các cháu ra, bố mẹ các cháu là đưa ra đây chơi. Nói chung là khu công viên này là cây xanh phát triển rất nhanh, các bạn thấy người ta vẫn đi tập thể dục buổi chiều. Nói chung cũng thành một thói quen rồi các bạn, người giãn cách thói quen. Lối đi này nói chung là cũng thuận tiện các bà con những buổi chiều đi tập thể dục. Và trong công viên này thì nói chung là những cái lối đi này giúp cho các cháu chạy xe mini trong cái khu vực này, không ra ngoài đường. Nói chung ở đây là bảo vệ cái an
Vâng, thì cho các chị ạ. Chị thấy mặt ốm người các cháu mà mình thích lắm, trước khi được hay ăn ở đây lắm. Trời cũng chuyển mưa đó các bạn. Đây bà đưa các cháu, đưa bà đưa cháu đi chơi đây. Cái dùng kết hợp đó các bạn. Trời có thể chuyển mưa, trời có thể chuyển mưa cho nên là mình cũng chuẩn bị đi về đó các bạn. Ảnh hưởng tình hình dịch bệnh thì nói chung là rất là khiếp, không riêng ở một cái tỉnh nào mà không riêng ở một đất nước nào cả. Cái dịch Covid này tỉnh nào mà không riêng ở một đất nước nào cả. Cái dịch Covid này hiện nay là biến thể Delta cho nên là rất là khủng. Thì thôi tình hình đó thì nói chung là tình chung mình cũng biết nói gì hơn, cũng cầu mong bà con tất cả các anh chị em ở các tỉnh thành chung cả nước chống dịch và hoàn thành tốt cái công việc của nhà nước mà hay các cấp lãnh đạo đã tin tưởng vào sự là chống dịch bệnh của bà con mình, thì nói chung là sẽ đem đến kết quả tốt cho những chuyện người, đem đến cái sự hạnh phúc gia đình và tập trung về gia đình, chứ không có ở một người coi như là giãn cách chỗ này chỗ kia, rất là khổ lắm các bạn ơi. Tình hình chung cho nên là mình cũng không biết nói gì hơn. Xin chào các bạn, cầu chúc các bạn ngày bình an, vui khỏe trong cái tình hình diễn biến như thế này.